Chào quý vị các bạn. Hôm nay là cặp JBL L100 Classic đã lên đường cặp đầu tiên. Giá rất tốt, hàng mới và giá so với giá hãng chênh khá nhiều. Cho nên là đã có rất nhiều anh em đã đặt hàng và hai cặp loa về hôm qua thì hôm nay em đã bán hết rồi. Anh em nào đang có nhu cầu thì đợi đợt sau, em đang có về thêm L100 Classic hàng mới tinh, giá hãng đang bán là trên 90 triệu. Giá em tại shop em để cho anh em mức giá rất là tốt, chỉ có 69 triệu thôi. 69 triệu hàng mới tinh JBL L100 Classic, hai cặp vừa về thì em đã bán hết cả hai cặp rồi, hàng vẫn đang có về thêm. Anh em nào có nhu cầu chơi những cái dòng loa đời mới mà vẫn có cái tính chất cổ điển thì anh nhanh tay liên hệ với shop Bảo Hùng Audio để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm có mức giá tốt nhất về chơi Tết. Hiện tại thì Tết Nguyên Đán đang đến rất gần. Anh em nào đang có nhu cầu thì hãy nhanh tay. Xin cảm ơn anh em.